Họ thường xuyên xuất hiện trong những bộ vest lịch lãm. Họ luôn có mặt trong những bữa tiệc sang trọng. Họ luôn được nhắc đến trong những câu chuyện về sự thành công. Người nắm giữ những thông tin nóng hổi nhất về thị trường. 1% cá nhân ưu tú nhất trong những người ưu tú. Họ là ai? Kiên cường, bền bỉ, bản lĩnh. Những chiến binh tinh nhuệ, từng phút từng giờ không ngừng nỗ lực, không ngừng vươn lên vì một khát vọng đổi thay, vì một tương lai ngời sáng, vì một giấc mơ thịnh vượng, giấc mơ quê hương ngày một sâu đẹp và niềm tin Việt Nam ngày một hùng cường. Vượt qua bao gian lao cũng không hề chùn bước, bao khó nhọc cũng không nguội lạnh nhiệt huyết trong tim, bao thách thức cũng không thể quật ngã họ. Xứng đáng là những người ưu tú nhất, bản lĩnh nhất, chuyên nghiệp nhất. Họ chính là chiến binh sale triệu đô Vinhome. Với sự quyết tâm là tấm khiên và tri thức là vũ khí, những chiến binh quả cảm luôn trang bị cho mình một niềm tin quyết thắng để sẵn sàng cho mọi cuộc hành trình. Cùng với bước chân của người tiên phong Vingroup, những chiến binh ấy cũng đã góp phần thay da đổi thịt của biết bao vùng đất quê hương. Vinhome's New Center Hà Tĩnh, nơi giá trị hạnh phúc được những người chiến binh gửi trao, nơi niềm vui và sự an nhiên được người chiến binh kiến tạo. Đất lửa Quảng Trị đang vươn mình phát triển mạnh mẽ với sự hoàn thiện từng ngày của Vincom Shophouse Royal Park. Thành phố hoa ban trắng anh hùng giữa đại ngàn Tây Bắc cũng đang háo hức đón chờ một diện mạo hoàn toàn mới với Vincom Shophouse Điện Biên. Móng Cái, Quang Hành, Vinh và muôn vàn những vùng đất đang và sẽ tiếp tục chuyển mình thực sắc nhờ bàn tay của những chiến binh sale tài ba. Không chỉ kiến tạo nên những giá trị sống, giá trị đầu tư vượt kỳ vọng, những chiến binh ấy còn hiện thực hóa giấc mơ về một Việt Nam hùng cường bằng một nền công nghiệp giải trí hàng đầu châu lục với siêu quần thể mang tên Phú Quốc United Center. Bằng khát vọng và nhiệt huyết của mình, các chiến binh sale triệu đô Vinhome không chỉ thay đổi diện mạo đảo ngọc mà còn viết nên những kỳ tích mới cho nền du lịch Việt Nam. Không ngừng nỗ lực vượt mọi chông gai, tất cả những điều kỳ diệu ấy được vun đắp lên từ giọt mồ hôi của những chiến binh, từ bước chân mòn không biết mệt mỏi của những người đã viết nên huyền thoại Phú Quốc United Center, đưa cái tên Việt Nam vươn cao trên bản đồ du lịch thế giới. Thách thức, gian lao nhưng đầy vinh quang và tự hào là hành trình mà những chiến binh sale triệu đô đã đi qua, là hành trình của hy vọng, của tương lai tươi sáng, của những mái ấm yên vui, của những nụ cười rạng rỡ, của những vùng đất rực sáng ánh đèn và tự hào hai tiếng Việt Nam. Họ nhiệt huyết và đam mê, họ mạnh mẽ và phi thường, họ là tôi, là bạn, là chính chúng ta. Chiến binh sale triệu đô Vinhomes vươn tầm vóc, đón hào quang.